Mít, vải, xoài đang vào mùa. Những lưu ý khi ăn không được bỏ qua để bảo vệ sức khỏe. Mít, vải, xoài đều là những loại trái cây đặc trưng miền nhiệt đới và thường cho trái ngọt vào mùa hè. Làm thế nào để ăn đúng cách và tránh gây hại cho sức khỏe? Rộ mùa mít, vải, xoài, cẩn thận những căn bệnh có thể ghé thăm khi ăn nhiều. Mùa hè vốn nắng nóng và khó chịu là nguyên nhân phát sinh nhiều căn bệnh không mong muốn. Nhưng mùa hè cũng là mùa của rất nhiều hoa thơm trái ngọt, mùa để bạn đắm chìm tận hưởng cuộc sống theo một màu sắc mới. Khi những trái cây miền nhiệt đới lên ngôi, cũng là vào những ngày hè nóng nực, bạn háo hức được thưởng thức chúng. Mít, vải, xoài ngon thật ngon, nhiều giá trị dinh dưỡng với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Tuy nhiên, bạn có biết ăn không đúng cách, những loại trái cây này có thể khiến bạn bị rước họa vào thân. Với đặc tính nóng, có thể gây họa cho một số người có cơ địa nóng trong, gây mụn nhọt và rôm rảy. Hàm lượng đường cao trong những loại trái cây này có thể gây tăng đường huyết đột biến. Ngay khi ăn xong một số lượng nhất định, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng váng, hoa mắt. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, thực tế những loại quả đang vào mùa rộ như mít, xoài, vải là những loại trái cây chứa rất nhiều đường. Nếu ăn nhiều, bạn sẽ có cảm giác nóng sau khi ăn. Đối với những người bị rối loạn đường máu, mắc các chứng bệnh như tiểu đường, thừa cân, béo phì sẽ có biểu hiện bị nóng rõ ràng nhất sau khi ăn. Do đó, nhóm đối tượng này nên hạn chế ăn càng ít càng tốt các loại quả cho nhiều vị ngọt, đồng thời cung cấp nhiều năng lượng như mít, xoài, vải, các chuyên gia khẳng định. Chưa hết, ăn nhiều những loại quả nhiều đường này cũng làm tăng nguy cơ bị tiểu đường vì sẽ làm đường huyết trong máu tăng cao. Ăn trái cây có hàm lượng đường lớn cũng gây hại gan, nguyên nhân gián tiếp gây nên nóng trong người, khiến mụn nhọt, rôm sảy hoành hành. Vậy làm thế nào để ăn trái cây nóng như mít, xoài, vải đúng cách? Theo chuyên gia, mặc dù mít, xoài, vải có thể khiến bạn gặp một số vấn đề sức khỏe, nhưng điều ấy không có nghĩa là bạn nên kiêng bỏ chúng hoàn toàn. Bạn vẫn có thể ăn những loại trái cây này, miễn là trong giới hạn cho phép, tuân thủ đúng quy tắc ăn, ăn đúng cách để tránh gây họa cho bản thân. Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm nhấn mạnh, không nên ăn nhiều mít, xoài, vải cùng một lúc. Mỗi lần chỉ nên ăn từ 80-100g trái cây ngọt này. Dưới đây là những lưu ý cụ thể trong việc ăn đúng cách những loại trái cây này để bảo vệ sức khỏe. Mít, chỉ nên ăn mít sau 1-2 tiếng. Không ăn khi bụng đói, không ăn vào chiều tối hoặc tối, nên ăn mít kèm những loại hoa quả khác để cung cấp thêm các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn cần nhai thật kỹ, nhất là mít dai, thường cứng, khó tiêu hóa, gây hại dạ dày. Đối với những người bị nóng trong, có cơ địa hay nổi mụn, khi ăn mít cần chú ý bổ sung uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh. Xoài, tuyệt đối không ăn xoài khi đói bụng, kể cả là xoài chín, vì chúng vẫn có vị chua, có thể gây hại cho dạ dày. Chưa hết, vị chua của loại quả này sẽ gây kích thích dạ dày, làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Hơn thế nữa, nó sẽ dẫn đến nguy cơ bị say, ngộ độc tạm thời khi sử dụng lúc đói. Không ăn xoài quá chín vì có thể không thu được hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Không ăn quá nhiều xoài một lúc, nhất là những người có cơ địa nóng trong, rôm sảy, thừa cân, béo phì, càng nên hạn chế ăn loại quả này. Vải, tránh ăn vải ương, tức là loại vải còn xanh, vải chưa chín đủ. Tránh ăn hạt vải hoặc nhai, cắn phải hạt vải. Không ăn quá nhiều vải một lúc. Không ăn vải khi đói vì hàm lượng đường trong vải tươi sẽ khiến đường huyết tăng đột ngột, dẫn đến gây viêm nhiệt hoặc các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Nên ăn lớp màng trắng và phần trắng trên đầu quả vải. Khi bóc quả vải, ta thấy một lớp màng trắng có vị hơi chát. Những phần này đều có tác dụng phòng tránh sinh hỏa. Không ăn quá 10 quả mỗi lần. Với trẻ em, không nên ăn quá 3-4 quả mỗi lần khi ăn. Khi cho trẻ ăn vải, cần hết sức cẩn trọng vì có thể bị hóc cả quả vào miệng, có thể bóc tách thành những cùi nhỏ rồi đưa cho trẻ ăn. Bệnh nhân tiểu đường đang mắc bệnh sinh nhiệt bên trong hoặc mắc các bệnh dễ nhiễm cảm đang bị thủy đậu, bụn nhọt run sẩy, chất lẹo mắt, cực hạn chế hoặc tốt nhất là không nên ăn vải. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất,
Quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.